Hello mọi người, xin chào mọi người, đây đến kênh của mình là Nguyễn đây mọi người. Hôm nay mình muốn gặp lại mọi người khỏe không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi lái xe tăng nhá. Đây đây đây, chính là chiếc xe tăng nhà mình đây mọi người. Mọi thấy không? Đó, xe cũng bình thường thôi mọi người, nó cũng có một cái nòng bự, không có gì hết đâu mọi người ơi. Một cái nòng bự này ha mọi người, mọi thấy không? Đấy, có một chiếc xe tăng, nó một cái nòng bự. À, mình sẽ đứng lên xe tăng rồi xem nhé. Rồi đây đây, mình sẽ đứng đầu xe tăng đó. Không, mình sẽ đứng lên được cái đầu xe tăng luôn mọi người, nè nè ha mọi người ha, đứng trên một cái đầu xe tăng luôn, ghê chưa đó, thấy không đó, đứng trên một cái đầu xe tăng luôn. Mình đâu mà thử lái xe này thử cho mọi người xem nha. Đấy rồi, lái có được không? Đây, chiếc xe tăng nhà mình đây mọi người ơi. Đây, mình sẽ lái chiếc này có được không? Lên xe thử lái được không? Đây. Ô, mình vô chiếc xe tăng này nè mọi người. Đá tăng. Đó, xe tăng nhà mình này. Ô, sự bắn. Mọi người bắn vào cái này có thể cắn cây mọi người, bắn nát cây không? Có thể là một của cây mọi người. Mình có thể bắn nát cái đường này luôn á mọi người. Thấy không? Giờ chờ mình sẽ đây mình xem. Có thể bắn là được mà, có thể bắn một viên được này. Đó, bắn mà dạng như tia tia con, còn nó có bắn cái bom này là cho bom bắn được nè, bắn người tôi gọi đạn xé nghe tiếng mèo đâu nhỉ. Cái đồng hồ mình nha, mình là Lê Nguyễn đấy. Chết rồi, con mèo còn không vậy? Chết rồi, con mèo tôi đâu rồi? Tôi ghép lại con mèo rồi sao? Trời ơi, con mèo của tôi, trời ơi, tôi lỡ kéo cái con mèo nó đi về đuối rồi. Mọi người ơi, trời ơi, đau lòng lắm. Nó vẫn còn, nó đâu vậy? Nó vẫn còn mình ơi, nó vẫn còn con mèo. Nó mất tiêu rồi. Hẹn các bạn vào tập tiếp theo nha. Tập tiếp theo sẽ có nhiều thú vị hơn. Tại vì mọi người.